Máy bọc màng thực phẩm của công ty Atec có công dụng đóng gói thực phẩm, là thiết bị hàng đầu được các doanh nghiệp lựa chọn tin dùng trên thị trường hiện nay. Máy bọc màng thực phẩm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đóng gói. Máy có tốc độ đóng gói cao lên tới 25 sản phẩm một phút, hiệu quả gấp 5 lần so với lao động thủ công truyền thống. Với thiết kế đa năng, máy có thể bọc nhiều loại sản phẩm như thịt, cá, trái cây, rau củ, hoa quả cũng như các thực phẩm tiêu dùng khác. Không những giúp tiết kiệm thời gian công sức mà còn tối ưu hóa chi phí sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Nhờ áp dụng cơ cấu ép màng bao bì, sản phẩm được đảm bảo chắc chắn, căng mịn và gia tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu. Kích thước đóng gói dài rộng cao lần lượt là 380 x 230 x 150 mm. Phù hợp đóng gói nhiều loại kích thước khác nhau. Trọng lượng tối đa lên tới 5 kg. Máy phù hợp cho nhiều loại màng bọc thực phẩm như PE, PVC. Thao tác làm việc với máy rất đơn giản, dễ dàng thực hiện. Ngay cả trẻ em cũng có thể sử dụng và hoàn thành công việc một cách thành thạo trong lần đầu tiên. Thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu tiếng ồn, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo tuyệt đối. Các bộ phận cấu thành máy bọc màng thực phẩm được sử dụng thép không gỉ, phù hợp với kiểu thời tiết nhiệt đới gió mùa như Việt Nam. Vậy anh chị còn chần chờ gì nữa? Hãy liên hệ ngay với Atec để nhận được tư vấn chi tiết về màng bọc thực phẩm đa năng. Link mua hàng để dưới phần mô tả.